Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 218. Bài này giống với bài 217. Làm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Nó chỉ nằm ở trong phần vô cơ cơ bản thôi, thực tế thầy xếp bài này vào phần nâng cao rồi. Được gọi là nâng cao rồi. Vì nó đòi hỏi các em phải rèn luyện, phải tốn thời gian, phải tạo ra nhiều kỹ năng thì mới xử lý nhanh kịp trong thời gian ngắn nhất được. Phương pháp giải bài toán này là thầy sử dụng sơ đồ bảo tàng nguyên tố nhôm, nhóm OH, bari và lưu huỳnh. Đó. Bài toán này người ta làm hai thí nghiệm. Nhưng hai thí nghiệm này của thầy, chú ý của thầy là người ta thêm tiếp vào hỗn hợp chứ người ta không phải là thêm tiếp vào dung dịch. Tức là ở thí nghiệm 1 8,55 gam kết tủa này không phải là lấy cất đi mà để nguyên trong hỗn hợp ban đầu. Vì thế trong cái sơ đồ tổng, các em phải lấy kết tủa tổng hay lấy kết tủa cuối cùng đây? Thì trả lời là lấy kết tủa cuối cùng. Đó, ok. Vậy kết tủa cùng của thầy là mấy, sơ đồ tổng của thầy sẽ là bari của thầy lấy tổng ở hai thí nghiệm là 0,07. Muối nhôm của thầy sunfat 0,25x ban đầu. Kết tủa cuối cùng của thầy là 18,8475, chính là kết tủa thu được sau hai thí nghiệm đó. Dung dịch của thầy sau phản ứng có hai trường hợp. Trường hợp muối nhôm sunfat dư hoặc trường hợp BaOH lần dư tạo ra muối bari aluminat. Việc của thầy là phải chứng minh trường hợp 2 đúng. Trường hợp 1 sai. Vậy đặt vấn đề làm thế nào để chứng minh nó đúng? À, chúng ta dùng như sau. Kinh nghiệm như sau. Bari của thầy biết là 0,07 mol. Thầy cho nó chú hết vào đây đi. Thì kết quả là lấy 0,07 nhân 233 bằng 16,31. Nhỏ hơn 18,8475. Nhưng có vẻ đúng, đúng không? Kiểm tra muốn biết nó đúng hay không, các em lấy tổng kết tủa này trừ đi 16,31. Thì các em chia cho 78 ta kết tủa này. Nếu số mol nó chẵn là ok. Còn số mol nó lẻ là nghi ngờ nó sai rồi. Thì kết quả thầy chia ra nó lẻ. Như vậy nghi ngờ là cái trường hợp bari chú hết vào đây là sai. Khi sai thì suy ra trường hợp 2 đúng. Đó, các em dùng kinh nghiệm như vậy. Như vậy chúng ta không mất thời gian xét trường hợp này nữa. Bỏ đi. Sau khi có sơ đồ đúng rồi, chọn phương pháp là bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng. Đặt A mol, B mol. Phương trình 1 là khối lượng. Phương trình 2 là bảo toàn lưu huỳnh. Phương trình 3 là bảo toàn nhôm. Kết quả các em tìm ra được A, B và X. Câu hỏi đề thi hỏi là X. Kết quả đáp án là B, 0,09 mol.